Trọng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạp. Hôm nay cửa hàng mình vừa về ba cái mẫu máy mới của Toyoko. Đây là những cái mẫu máy mà Toyoko vừa về thì nha mấy anh em ơi. Trong đây nó sẽ có hai cái dòng là 16,8V và một cái dòng là 21V. 16,8V thì nó có hai cái dòng, một là con bắn vít cấp trượt và hai đó là con khoan. À đấy là con khoan. Giá cực kỳ rẻ luôn mấy anh em. Toyoko thì đó là một cái sản phẩm mà giá rất là rẻ và chất lượng rất là tốt nha. Rất là ok so với cái tầm giá mà anh em bỏ ra. Ví dụ như con bắn vít này đi cấp trượt đây giá có 790 ngàn thôi mấy anh em. 790 ngàn thôi. Một máy hai viên pin một sạc. Nhà thế hệ mới nhìn rất là đẹp. Và cái thùng của Toyoko mẫu mới bây giờ là cái thùng này nè mấy anh em. Nó nhỏ, nó gọn và nó cứng cáp lắm rồi nha. Đây. Cái thùng ở dưới đây thì nó có bốn cái chân nè để nó không có bị nó làm cái tựa đó ha. Rồi cái thùng mình nó thiết kế là nó dập sống gần như này nè, nó nhỏ, nó gọn và nó cứng cáp lắm. Rồi với cái máy này là giá có 790 ngàn thôi, nhưng mà bên trong á Toyoko thì họ sẽ không có khắc những cái lớp mút mà theo cái nhân pin thôi, để như thế này nè nha. Đó nó lộn xộn như này mấy anh em, chứ nó không có từng ngăn ngăn ráp vô nha. Một máy hai viên pin một sạc giá có 790 thôi. Và đây là cái dòng máy bắn vít thế hệ mới của Toyoko, rất đẹp và rất là êm, mẫu mới nha, động cơ không cho than. Và cái chân pin này đó man, hiện nay nó không có bán thân nha, nó không có bán thân riêng, nó bán nguyên bộ vậy nè. À, anh em nào mua cái đầu này thì mình có thể liên hệ mua. Cái đầu này thì để coi có cơ chế nó gài thì chắc cái gài này phải kéo lên rồi nha, này kéo lên rồi chứ nó không có cơ chế gài nhanh mấy anh. À, đó đưa vậy thôi. À, đấy. Còn là nè, nó cũng có hai cấp số 1 và số 2 nằm ở đây. Ê, nó ghi là 800 và 2001. Đó, tốc độ và lực xoắn con này là 50 niu. Con này đó là thế hệ mới nhất của Toyoko hiện tại bây giờ. Anh em có thể thấy được cái máy nó làm rất là đẹp ha. Đây cái mẫu thiết kế mẫu mới nè mấy anh. Máy này thì nó sơn là màu bạc thôi nha, chứ nó không phải bằng nhôm nha mấy anh. Nó cụm này nè. À, nó sơn bạc thôi. Rồi đèn led. Thực ra cái mẫu mới của Toyoko này chạy cực kỳ mượt ha. 790k một máy hai pin một sạc. Thì sẽ dùng cấp trượt đây nè mấy anh. À, ví dụ anh em để thử cấp trượt này coi. 12 bắn vít này coi. Gỗ này thì mình sẽ dùng thử mấy anh em miếng cái gỗ này, gỗ gỗ thông ha. Đấy. Đây. Ok. Rồi chế độ 12 là cái gỗ này là nó mềm mềm xèo luôn đó anh, nó không có trượt luôn á. Rồi để sang vị trí số 5 coi. Khá là nhanh nha mấy anh. Đấy, số 5 thì bắn thì nó mới trượt nè. Mà nó cũng vô khỏe luôn. Ok. Ngon lành ha. Nếu mà chúng ta chuyển sang thử một con vít nó dài hơn rồi sao, nó khỏe hơn mấy anh em. Cái dòng này lực xoắn 50 niu lắm, mình nghĩ chắc là nó khỏe đó. Cái này dài thòn lòn luôn nè. Nha. Đây, bắn một tay mấy anh. Đấy, thì nó đã trượt rồi, mình sẽ tăng lên vị trí số 10. 11 ha. Ngon lành. Đối với con này anh em bắn vừa tới là anh em không có sợ trượt vít ha, không có sợ nó bị lún sâu vô đó, thì nó có 20 cấp trượt luôn mà, thì tùy anh em thôi nha. Giờ mình sẽ thử cấp nhỏ nhất mấy anh em ơi. Nhỏ nhất thì anh em có thể dùng để mở mấy con ốc mà, mấy đồ nhỏ đó. Đó, nó trượt nè. Đây mình thử bóp nhỏ nhẹ nha. Đây nè, rồi nó ngắt luôn rồi. Đây nè. Ok, thử nữa nữa coi. Nên em nhấp cho từ từ á, nhau nhau xíu nè. Đó, nó quay chậm chậm vậy là nó giật nè. Đó. À, và nó ngắt luôn anh em ơi. Đó. Để chi mình bắt mấy con nhỏ đó mấy anh.
Ok ha. Rồi, với giá tiền chỉ có 790 ngàn thôi mấy anh em. Một máy hai viên pin một sạc. Cái dòng này thì tôi cô họ không có bán thân nha. Cái viên pin nó đây. Nó sẽ có bốn cái chân này nha mấy anh em ơi. Nha, bốn cái chân, nhưng mà trong đây nó sẽ có xài ba chân nè ha. Đó, pin xài đây ba chân. Một máy hai viên pin một sạc đựng trong cái thùng rất là đẹp. Nha, cái thùng này phải nói là rất là đẹp, nhưng mà nó không có ngăn từng ô rồi ha. Đấy. Thật ra con này thì vậy cũng hợp lý rồi mấy anh. 790 ngàn thôi. Bảo hành thân máy pin sạc đều là bảo hành 6 tháng hết cho mấy anh em nha. Thùng rất là đẹp, nó mình rất là thích cái thùng này anh em ơi, nó cứng cáp hơn mấy thùng kia nhiều nha. Đẹp lắm, cứng cáp hơn nhiều luôn. 790k. Rồi bây giờ anh em sẽ chuyển qua con khoan. Nếu anh em không thích cái đầu ong vít thì mình có thể mình chuyển qua đầu khoan. À, cái đầu khoan này thì nó có cái giá là 830 ngàn. Khoan này thì nó có thêm một tính năng đó anh em. 830 ngàn thì ở đây á là nó sẽ có thêm tính năng là búa. Còn cái motor thì nó giống nhau thôi à. Đây, 830 ngàn con này thực sự giá rất là rẻ. Cái cầm motor nó giống nhau. Nó thêm tính năng búa, thêm cái đầu kẹp mũi khoan vô, mà đầu là kim loại luôn nha. Viên pin và sạc thì nó cũng giống cái mẫu hồi nãy thôi. Một máy hai viên pin một sạc. Có 830 ngàn thôi mấy em. Con này thì anh em dùng để khoan tường, nồi nhỏ gia đình, nồi xài cũng ngon nè. Tay cầm nồi dạng cái cụm dưới đây là to nè. Ha, cụm này to, anh em cầm rất là chắc tay ha. 830 ngàn mà tặng thêm chúng ta là gì? Khá là nhiều đồ nè mấy anh. 2. Trong đây là 6 mũi khoan, 3 mũi khoan gỗ, 3 mũi khoan sắt chu lục giác. Nha, 3 mũi khoan sắt chu lục giác, 3 mũi khoan gỗ mấy anh. Đây có 6 mũi khoan. Kèm theo một mớ đồ, đồ này thì đây, mấy cái đầu vít nè. Rồi cái đầu là uốn cong nè, mấy cái đầu khẩu nè. 2 4 5 6 7 8 9. 9 cái đầu khẩu ha. Đó, 830 ngàn mới cho thêm cái đó. Cục sạc cái mẫu này nó có nâng cấp hơn cái mẫu xưa. Ok ha. Đây nè. Tốc nó quay thì cũng ghi là 2001 nha, 800 2001. Có thêm tính năng có búa. Này, ăn dít và có búa ha. Đây. Ok. Con này lực xoắn của con này nó lên tới cũng 50 niêu nha. Khá là khỏe. Đấy. Thì khi mà anh em bắn vít rồi thì nó cũng cái đầu này anh em nói là khóa trục nha chứ không phải auto lock. Siết vô vậy thôi anh em ơi nha. Rồi. Mình thử cái con này coi. Với tốc độ mà nó khoan như vậy ok không? Con lành ha. Đấy. Để vị trí số 2 nè. À, nó là trượt rồi. Giờ mình sẽ tăng lên để cho nó sang cái độ khoan. Mở ra. Rất là khỏe anh em ha. Đây. Cực khỏe. Khá là nhanh nha. Rồi, bắn thử con nữa. Đây. Nó nhanh như một cơn gió luôn. Mở ra. Ok, mở ra nè. Đây. Quá nhanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử sang cái tính năng bắn tôn. Đầu bắn tôn này thực ra mấy nó xử với anh em, với tốc độ này anh em đi bắn tôn cũng ok nha. Bắn mấy cái tôn, bắn mấy cái vít đồ đó cũng ok nha. Tốc độ nhanh mà mấy anh. Khoan tường ok luôn nha. Đây. Rồi, vị trí số 2 ha. Đó. Ok, ngon lành. Ngon lành ha. Nó không có mấy tính năng anti-kickback gì đâu nha mấy anh, không có đâu. Đấy, với giá tiền chỉ có 830 ngàn thôi mà mấy con này anh em làm việc ngon lành rồi. Nè, có tính năng có búa nè. Búa thì để anh em mà khoan tường bê tông rồi đó nha, khoan tường rồi đó. Là ngon. Mấy cái mũi này anh em khoan mũi 8, mũi 10 thì thoải mái nha. Ví dụ như mũi khoan tường rồi đó, mũi 8, mũi 10 là ok, 6, 8, 10 đó nha. Khoan mũi 10 thì nó hơi to, hơi lâu xíu nha. Nhưng mà đừng có khoan bê tông, mấy con này khoan bê tông khoan không nổi đâu nha. Bê tông thì có thể là mũi 6 thì có thể anh em mà ép được.
nha. Đó, chúng ta đi khoan tường là ngon. Rồi ok, 830.000 thôi mấy anh. Có 830.000 thôi. Giá khá là rẻ đối với con này luôn ha. Đấy. Thì anh nào đang có nhu cầu mua dòng này thì liên hệ nha. Hàng hiện tại đang có sẵn bên cửa hàng mình luôn. Thì tất nhiên là bên mình sẽ, sau khi mình giới thiệu anh em xong là sẽ có một cái máy là sẽ có trưng bày bên cửa hàng. Thì qua anh em cứ coi cầm nắm bóp ha. Ok thì mình xuống tiền mua thôi nha. 830k. Sản phẩm kế tiếp đây là cái dòng máy khoan 21V. À, đây là dòng 21V nha mấy anh. Dòng này thì giá cũng mịn màng lắm mấy anh. 21V chân phổ thông Makita giá là 1.070.000, còn cái thân là 620. Cái dòng này thì nó sẽ có bán thân bởi vì cái chân pin là chân pin phổ thông. Đấy. Thì nó sẽ trang bị chúng ta là chỉ có cái máy hai viên pin một cục sạc thôi. Pin là pin 2A. Cả 2A chúng ta sạc gia đình là ngon rồi nha. Không cần phải 4A làm cái gì. Đó. Pin thân máy pin sạc đều có hàng 6 tháng hết. Con này tốc cũng nhanh nha anh em, nó cũng ghi 821. Nhanh. Đầu kẹp 13 ly à, ăn nhau cho cái đầu. Đầu 13 ly nha. Bình thường con này người ta chỉ có 10 ly thôi. Con này lên tới 13 ly mấy anh. Khoan bắn dít khoan búa gì là rất là ok nha. Mấy con này thì họ mới nói rồi. Cái núm chỉnh dưới đây thì nó không có chỉnh được nha mấy anh. Đây nè. Đây chỉ hiển thị báo pin thôi à, đảo chiều trái phải. Khoan bắn dít khoan búa. Đấy. Đầu kẹp 13 ly khá là lớn ha. Đấy, con này anh em khoan búa là ngon à. Thực sự mà nói với mấy cái con này thì cái lực nó mạnh lắm nè. Lực rất là mạnh. À, con này thì nó có auto lock nè nha. Đó, siết vô nhả lên cái là nó khóa lại. Nhanh ha. Nhanh. Đấy. Để chức năng có búa ha. Giờ sang cái đoạn khoan. Ồ, nó nhanh lắm mấy anh em ơi. Ở đây tất nhiên là gỗ thông nha, nó mềm, còn nếu gỗ cứng thì nó hơi lâu xíu, chậm xíu nữa. Với viên pin 2A này anh em xài cũng rất là nhiều nha. Cái dòng pin của Toyoko xài cũng khá là xịn. Ổn. Giá rẻ nữa. Rồi, anh em à nè. À, quá mạnh ha. Đấy. Quá mạnh, quá mạnh. Ok. Đầu 13 ly. Giá rẻ anh em, có 1.070.000 thôi. Cái thân là 620.000. À, động cơ không có than hết. Số 1, số 2. Còn lành ha. Mấy con này không có đi rút lỗi nha. Anh em làm gia đình, tác vụ gia đình ha. Ví dụ như về anh em thợ thầy cũng được. Ví dụ anh em thợ thầy người ta đi bắn tôn trên trần nhà nè, anh em thợ làm quảng cáo nè. À, là những cái anh em làm thợ mộc. Đấy. Anh em thợ lắp camera hay gì đó thì chúng ta cũng đi thể đi khoan tường. À, thì đấy thì nói chung mỗi tác vụ đều ok hết nha mấy anh em. Rồi giá tiền 1.070.000. Đấy, anh em đang có nhu cầu về dòng này thì liên hệ xuống thợ với mua hàng nha. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship. Thân máy là 620.000. Thật sự giá quá rẻ. Chân phổ thông Makita mấy anh em. Đây phổ thông Makita ha. Toyoko. Thì hãng nó luôn luôn, cái ô tô cô này anh em, nó luôn luôn này nó nâng cấp ha. Ví dụ như những cái mẫu sau này họ sẽ nâng cấp từ từ lên. Chất lượng nó ok, máy móc nó êm ha, xài nó ngon và giá nó hợp lý. Trong cái phân khúc thì có thể nói về giá thì ông tôi cô cũng khá rẻ, chất lượng ổn lắm em. Rồi ok nha, anh em đang nhu cầu về dòng này thì liên hệ xuống thoại dưới để mua hàng. Giá tại cửa hàng chưa còn với ship. Mình sẽ chuẩn bị lên cho anh em một cái video về Toyoko nữa, về combo ha, combo đang chạy trình đó mấy anh em. Này giới thiệu hàng mới ha. Rồi cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.